chào tất cả các con. Tiết học hôm trước, chúng ta đã được học bài phép trừ phân số. Hôm nay, tôi sẽ củng cố cho các con về phép cộng và phép trừ phân số qua bài luyện tập trung. Chúng ta cùng nhau vào bài. Bài số 1, tính 2/3 cộng 5/4. Ở đây các con thấy hai phân số này có mẫu số khác nhau. Vậy khi muốn cộng hai phân số này với nhau, ta phải quy đồng mẫu số của hai phân số. Thì sau khi quy đồng mẫu số của hai phân số, cô sẽ được 8/12 cộng 15/12. Sau đó cô sẽ lấy tử số của phân số thứ nhất cộng với tử số của phân số thứ hai và cô giữ nguyên mẫu số. Cô sẽ ra được kết quả là 23/12. Tiếp theo, cô có phép tính 3/4 trừ 1/6. Thì ở đây các con cũng thấy hai mẫu số này khác nhau. Vậy muốn thực hiện phép tính trừ hai phân số này, ta phải quy đồng mẫu số của hai phân số. Vậy sau khi quy đồng mẫu số của hai phân số, cô sẽ được 18/24 trừ cho 4/24. Và cô sẽ lấy tử số của phân số thứ nhất trừ cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Vậy cô sẽ ra được kết quả là 14/24. Vậy kết quả này cô thấy vẫn còn có thể rút gọn được vì 14 và 24 đều chia hết cho 2. Thì cô sẽ rút gọn được bằng 7/12. Qua hai bài này thì các con thấy rằng khi ta muốn cộng hoặc trừ hai phân số khác mẫu số thì ta sẽ quy đồng mẫu số của hai phân số đó, sau đó ta sẽ đem cộng hoặc là đem trừ hai phân số đó. Bài 2, tính 4/5 cộng 16/25. Ở đây các con thấy mẫu số của hai phân số này khác nhau. Nhưng 4/5 mẫu số là 5. Chúng ta có thể quy đồng phân số 4/5 và giữ nguyên phân số 16/25 vì 5 chúng ta có thể nhân 5 ta được 25. Vậy thì cô sẽ quy đồng mẫu số của 4/5 thôi. Và cô sẽ được 20/25 cộng 16/25. Cô giữ nguyên 16/25. Và cô tiếp tục cộng hai phân số này được 36/25. Tiếp theo, cô có phép tính 9/2 - 3. 9/2 - 3 có nghĩa sẽ bằng 9/2 - 3/1. Vậy ở đây hai phân số này khác mẫu số. Cô tiếp tục quy đồng mẫu số của hai phân số, cô sẽ được 9/2 - 6/2. Và cô sẽ ra được kết quả là 3/2. Bài số 3, tìm x 25/3 trừ x bằng 5/6. Vậy ở đây các con thấy x này là số trừ. Vậy khi muốn tìm số trừ, ta sẽ lấy số bị trừ cho hiệu.
vậy cô sẽ được x bằng 25/3 trừ 5/6. Cô sẽ quy đồng và tính ngoài nháp thì cô sẽ được x bằng 45/6. Và cô thấy 45/6 cô vẫn còn rút gọn được, vì 45 và 6 đều chia hết cho 3 thì cô sẽ rút gọn được bằng 15/2. Tiếp theo, chúng ta đến với bài số 4, tính bằng cách thuận tiện nhất. Cô có biểu thức 12/17 cộng 19/17 cộng 8/17. Thì ở đây các con quan sát biểu thức này, các mẫu số đều bằng nhau. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt cặp số nào sao cho các tử số của nó cộng lại sẽ ra được số tròn trục để chúng ta có thể tính nhẩm nhanh hơn. Vậy ở đây các con thấy, cô sẽ bắt cặp phân số là 12/17 cộng cho 8/17 và cộng tiếp tục cho 19/17. Và khi bắt cặp số, con sẽ để cặp số ở trong dấu ngoặc đơn. Vậy thì ở đây 12/17 cộng 8/17 cô sẽ bằng 20/17. Cô cộng tiếp tục cho 19/17 và cô ra được kết quả là 39/17. Tiếp theo, chúng ta đến với bài tập sau. Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có 2/5 số học sinh học tiếng Anh và 3/7 số học sinh học tin học. Hỏi số học sinh học tin học và tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp? Vậy, chúng ta muốn tìm số học sinh học tin học và tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh của cả lớp? Thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng. Cô sẽ lấy 2/5 cộng 3/7 bằng 29/35 số học sinh cả lớp. Phép tính này các con có thể thực hiện ngoài nháp và ghi kết quả vào đây. Sau đó đáp số 29/35 số học sinh cả lớp, có nghĩa là số học sinh học tin học và tiếng Anh sẽ bằng 29/35 số học sinh cả lớp. Cô và các con đã cùng nhau luyện tập về các dạng bài và các phần cộng trừ các phân số. Thì bây giờ để làm bài tập tốt hơn thì các con có thể coi lại phần bài giảng của cô và trả lời trong bộ câu hỏi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau làm phiếu bài tập. Chúc các con làm bài thật tốt. Chúc các con và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cô chào tất cả các con.